Vâng, xin chào toàn thể các bác nhá. Chào mừng các bác đến với salon ô tô số 1 Kinh Môn và em là Dương Hải Dương ạ. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì em quay cho các bác về cái mẫu xe Kia Carnivan nhé, cái dòng xe cửa lùa 7 chỗ ngồi và được trang bị hộp số tự động nhé. Xe phong dáng rất là đẹp. Đấy, cửa lùa đây em kéo sẵn cửa cho các bác xem vào đây ạ. Đấy, cái dòng này nó là cửa lùa chứ không phải là cái dòng cửa mở nhé. Đây, cửa lùa nó như này này, các bác nhìn này, nó như cái dòng xe khách limousine ấy. Đấy. Đấy, các bác nhìn khi đóng cửa lùa nó như này. Đây, quay cho các bác xem, phong dáng xe rất là đẹp, rộng rãi cực kỳ luôn. Đấy, khi nếu mà mình đi 7 chỗ ngồi đấy thì cái cửa cái đi khi ở đường phố ấy, mở ra như này thì nó nhà. Và hơn nữa cái dòng cửa lùa nó lại cái hơn cái là nó ghế xoay 360 độ nhé, có thể xoay tròn được. Nếu mà các bác đi phượt, đi gia đình mà đi chơi đông người đấy thì cái hàng ghế này có thể xê lại đằng sau một chút được. Đấy, cái hàng ghế này hoàn toàn là có thể xê lại đằng sau. Đây là ví dụ hai hàng ghế này nhé, có thể xê lại rộng, các bác có thể kê một cái bàn nhỏ nhỏ được. Đấy, vừa uống nước có thể đi chơi trượt, đi phượt các thứ được nếu gia đình đông người nhé. Và cũng rất là tiện cái này này, dàn điều hòa độc lập các bác nhé. Hàng ghế nào mát nó như ví dụ gần như xe khách rồi. Đấy, mà con này 7 chỗ đi gia đình là hợp lý, giá tiền cũng rẻ thôi các bác nhé. Đấy, con này của BM thì 2009, số tự động có 240 triệu thôi. Tất cả như xe khách luôn, các bác cảm tưởng nó như xe khách. Đấy, mà 7 chỗ ngồi rộng rãi, 7 chỗ dòng này quá rộng luôn. Đi thì ví dụ cái hàng ghế này thông thường như các cái loại ví Innova, những dòng xe phổ thông chẳng hạn, cái hàng ghế thì các bác đi các bác hoàn toàn là có phải là gập cái hàng ghế trước vào. Đấy, gập cái hàng ghế và bình thường vào thì các bác mới đi về sau. Những cái hàng này nó có cái hàng khe ngang này, các bác có thể đi khe ngang thoải mái. Đấy, khe ngang xoay được, em xoay cho các bác xem rồi. Để em xoay trước. Đây, xoay ra. Cái xoay nó có nút ở ghế nha, các bác xoay nè. Đấy, xoay đây, xoay nè. Đấy. Đấy. Đây, hàng ghế kia xoay đi, các bác đi vào cái chỗ này, đi vào chỗ khe này, nó không ảnh hưởng gì. Đấy, thoải mái luôn. Về cái phần nội thất rất là hay nhé. Em quay phần ngoại thất trước, tí nữa em lại quay tiếp phần nội thất cho các bác xem. Đây, nội thất cửa lùa đấy, các bác nhìn ra cửa lùa rất là đẹp đây. Đấy, cửa lùa này, rộng rãi này. Đấy, mà có hơn 200 triệu thôi, 2009 nhé, số tự động, hợp lý. Đây, nhưng mà đây, các bác nhìn về sau cái phần cửa, khi các bác ra đường phố đông người ấy thì mở người ra ngoài, mở toang cánh rất là nguy hiểm. Đấy, thì nếu mà những người chưa quen, còn ví dụ mình đi xe quen xe rồi thì nó đơn giản thôi, chưa quen thì mở cửa ra thì nó rất là nguy hiểm. Mà cửa lùa này như này thì nó không ảnh hưởng gì cả, các bác có thể là mở ra xong phòng thò đầu ra đi ra thoải mái. Đấy, nó không bị vướng víu và cũng không gây nguy hiểm cho những người xung quanh. Và dòng này nó số tự động nhé, đi đường dài nó nhàn, ví dụ gia đình đi phượt các thứ là đi đường dài ok. Đấy, đi đường dài thoải mái luôn, với nó 7 chỗ rộng rãi này. Có cam lùi màn hình nhé các bác nhé. Đây, cái này có cam lùi màn hình đầy đủ hết này. Đây, cam lùi của nó đây. Đấy, cái hàng ghế, hàng tất cả những hàng ghế, những cái dòng con xe này rất là tiện. Cái hàng ghế này có thể các bác xoay tròn, xoay được, xê lại đằng sau trước được. Đấy, cái hàng ghế sau cũng vậy, cốp đầy đồ còn tương đối rộng nhé các bác nhé. Đây, dàn điều hòa, trần pháo, tất cả có được điều hòa hết này. Đấy, đây phần ngoại thất nhé. Đây này, xe cửa lụa rất là đẹp đây. Đấy, cái này hình như còn có cả hộp, cái này hộp để đồ hay gì đây em cũng chưa khám phá hết, bởi những con này nó rất là nhiều cái tiện ích nhé, rất là nhiều cái tiện ích. Đấy, so với cái dòng xe khác, ghế này có thể xoay các kiểu được. Đây, xem cái phần đầu xe đấy, có nhìn đấy, phần nạ răng này đấy, sạch bóng đẹp cực kỳ. Nói chung con xe này khá là đẹp, các bác mua về là sẽ sử dụng lốp hoàn toàn là 4 quả lốp, các bác nhìn đây. Đấy, 4 quả lốp dày bịch luôn. Đấy, gầm bệ xe này không có tí mục mọt nào luôn, gì lối dọc này. Đấy, gầm bệ đây, các bác nhìn đây, sát xi của nó như là sát xi xe tải hoàng hoàng, nó chắc như này cơ mà, cái sát xi của nó to như này cơ mà. Đấy, này, gầm bệ của nó, đấy, sát xi của nó chắc như này thì các bác đi yên tâm điều là không lo mục mọt, mà gầm bệ của nó cực chắc chắn luôn. Đấy, đây phần đầu của xe đây các bác nhìn đây. Đấy, form dáng cũng khá là đẹp. Đấy, đời 2009, đời cao mà chỉ có 240 triệu thôi. Đấy, số tự động, cửa lùa đồng hoàng, chạy rất là sướng. Con này thì bên em rút hồ sơ sẵn rồi, bác nào mua về là chỉ việc là sang tên trong một nốt nhạc thôi. Đấy, đây các bác nhìn này, xe thì mới về cửa hàng xong. Đấy, pha đèn các thứ, đây xe nó đẹp như này mà. Đấy, cái pha đèn các bác nhìn không có tí ố nào, sáng choắc luôn. Bên này cũng vậy nha các bác nhé. Đấy,
Đấy. Sáng để em xem cho các bác về cái phần này, nội thất của xe luôn, kiểm tra luôn về cái chất lượng của xe. Này, dòng này thì nó cũng được trang bị này, gương cái chỉnh điện này, đấy, vô lăng tích hợp này. Vô lăng này nó hơi mòn tí nhưng cái này không cháy được, xe cũ người ta bấm còi một điểm này, nó mòn tí không sao, cái này không vấn đề gì. Đấy, hộp tỉ tay để em cho cái xoay ghế này lên nhé. Xoay ghế này lên để em ngồi cho các bác xem. Đấy, ghế xoay rất dễ. Đấy, đây rất thoải mái đúng không? Quay nhìn đây, rất thoải mái mà khoảng rất là rộng. Đấy, khoảng rất là rộng luôn. Khoảng rất rộng rãi nhé. Đây này, đấy. Ngồi từ đằng sau các bác nhìn tổng quát bao quát luôn. Đây là cái hộp hộp mà cốp để nước này, có thể là để nước này, để điện thoại này, để vật dụng cá nhân này. Đấy. Rất là tiện. Này, có màn hình cam lùi đầy đủ hết các bác nhìn đây ạ. Cũng được trang bị hai túi khí an toàn. Đấy, gương kính chỉnh điện, rất là nhiều cái tiện ích mà những cái dòng xe phổ thông là không có được đâu. Mà với cái tầm tiền chỉ có 240 triệu thôi. Đấy. À, cái đồ cái hai cái để kính này. Các bác nhìn ạ, hai cái để kính ra ngoài. Đấy, trần cái này nó thiết kế nó cũng đẹp, có nhìn đây, rất đẹp luôn. Rất là nhiều cái tiện ích. Đấy, và cái như xe của xe đời cao luôn. Có thiết kế thêm màn hình này, cam lùi này. Đấy, hai dàn điều hòa này. Đấy, hai dàn điều hòa sau này, cổng sạc nhé. Sau này có cả cổng sạc đầy đủ hết. Đây này, có nhìn này, cổng sạc đây. Đấy, có cổng sạc đầy đủ hết. Và rộng rãi cực kỳ luôn. Thoải mái này, đẹp, trần nỉ, trần phào của nó rất là đẹp. Đấy, cái cửa tiền thì em nghĩ là hơn 200, các bác ngồi lấy dòng xe này chạy sướng. Đây này, ngồi các bác nhìn thấy cái phần ngồi khoảng cách còn hơn 2 phân nữa, kể cả người ngồi 1m8, 1m9 là ngồi thoải mái, không vấn đề gì, không lo chật. Hai dàn điều hòa độc lập, các bác có thể chỉnh sau dàn điều hòa này. Đấy, đèn led các thứ, dòng này nó vẫn hoạt động tốt, ổn định luôn các bác nhé. Đấy, tay cầm, các xe khách đâu. Các bác nhìn đây ạ. Đấy, tổng thành xe rộng rãi thoải mái luôn. Đấy, nếu mà với cửa tiền có mua mà hơn 200 triệu mà mua cái dòng xe này chạy theo nghĩ là rất là hợp lý luôn này. Rất hợp lý luôn. Đây, form dáng các bác nhìn lại, form dáng tổng thành xe này khá là đẹp. Khá là đẹp. Đấy, các bác nhìn nhá. Đấy, một xe có form dáng thiết kế khá đẹp. Em cho các bác xem về phần khoang máy luôn nhé, kiểm tra máy nổ máy luôn để cho các bác kiểm tra luôn về cái chất lượng của xe luôn. Cho xem được máy nổ nhé. Thì dòng này máy nổ êm mà. Máy nổ rất là êm. Đấy, máy đang nổ đã to nhất. Đấy, bác nào mà quan tâm đến hai cái mẫu xe này của bên em thì cái mẫu xe Caliban của bên em thì alo cho em. Đấy, các bác nhìn thấy máy móc nó nổ êm như này không ạ? Đấy. Đây ạ. Đấy, với giá tiền rất là vừa phải cho các bác là 240 triệu thôi. Đấy, bác nào quan tâm đến cái mẫu xe này thì liên hệ sớm với em nhé. Đấy, xe khá là đẹp, đã có mặt tại salon ô tô số 1 Kinh Môn. Đấy, các bác nhé, các bác liên hệ với em là Dương Hải Dương luôn các bác nhé.